Ai, không giấu giếm gì ngươi nữa. Ta chính là Santa. Santa nè. Đúng vậy, ta là một người rất ghét sự hạnh phúc. Rất ghét sự hạnh phúc. Cho nên ta nhìn những đứa trẻ được ông già Noel, tên ông già Noel thân thiện kia cho quà, rất là ghét. Cuối cùng á, cũng sắp tới ngày Giáng sinh rồi. Được rồi, để mình hôm nay á, mình treo cái đôi tất này lên. Trời ơi, đi làm ăn xin mấy ngày luôn á mới được tiền mua cái quả tất này nè. Hay cha, mình mong á là ông già Noel năm nay á sẽ đến tặng cho mình một món quà thật là ý nghĩa, cũng không cần mắc lắm đâu. Thì mình sẽ để một cái bánh quy ở đây cho ông già Noel ha. Hay, chuẩn bị đi ngủ thôi. Ủa, mình nghe cái tiếng gì vậy ta? Sau nhà mình một tiếng nổ rất là lớn. Hay chà. Hơi. Ơ, tại sao lại có đám cháy? Ý khoan. Ủa, quà. Quà. Ủa tại sao lại có quần nhiều quà ở đây? Ôi. Có người bị thương. Chú ơi, chú có sao không vậy chú? Hui da. Để đỡ chú vậy. Hay chà. Lại làm hỏng rồi. Chú là ai mà sao con nhìn chú lạ quá vậy? Ủa vậy sao chú lại làm nổ xe phía sau nhà con vậy? Chết rồi. Trời ơi, con nhớ hiểu con, ta là Trần Lộc phát hay chở ông già Noel đi phát quà nè. Hả? Ê, chở ông già Noel đi phát quà? Đúng rồi. Ủa còn ông già Noel đâu? Ê, ông già Noel có bị thương không? Ông già Noel đang ở nhà để làm việc riêng rồi. Nên mới nhờ ta đi phát quà mà ta không có rảnh. Nên ta tập thành đi phát. Ôi, chắc đợt này về bị chửi chết luôn rồi đó. Thôi, chết rồi. Với lại á, hôm nay là Noel rồi. Mà chú bây giờ chú chưa phát quà thì còn gì là Noel nữa. Các bạn trẻ trên thế giới này sẽ buồn lắm luôn đó chú. Trời ơi, sao tôi vô dụng quá vậy nè. Chú Tường Lộc, chú đừng khóc nữa. Hay là để con giúp chú nha. Con sẽ cầm mấy cái quà này đi phát. Có dù muộn cũng sao đâu. Các bạn trẻ cũng không trách ông già Noel đâu. Chú ơi, con nói nè, con có thể giúp chú được. Hay là chú chỉ con phát quà đi. Phát quà? Nhưng mà phát quà cực lắm á. Con có muốn trải qua không? Đó, lại đi phát quà nguy hiểm lắm. Rớt cái đùi giống ta luôn đó. Dạ, không sao đâu. Cái gì khó thì con sẽ học. Với lại á, con phải cứu được Giáng sinh này. Con phải để cho các bạn nhỏ trên thế giới này nhận được quà của ông già Noel chứ. Ôi, thì bây giờ đi theo ta đi. Để cái gì ta sẽ hướng dẫn con trở thành một ông già Noel thật thụ đi phát quà cho các bạn trẻ trên thế giới này. Hả? Thiệt hả? Dạ, đi. Trời ơi. Ô hô hô. Mình không tin là mình được làm ông già Noel đi phát quà cho các bạn luôn đó. Ê, các bạn chờ mình ở nhà nha, mình sẽ đi phát liền đây. Hái cha. Ê, tới rồi. Ui. Ê chú ơi, sao mà trong đây lạnh dữ vậy chú ơi? Trời ơi, ở đây là băng giá mà, giờ con lạnh đúng không? Để ta cho con một ít đồ sưởi ấm nha. Dạ, mình phải mặc cái đồ này hả? Ê, mặc đồ này nặng lắm á, sao mình leo không khói được chú? Trời ơi, mặc đồ này để chống lạnh, con hiểu không? Wow, ở đây, ui, con chưa bao giờ thấy cây thông nào trang trí đẹp vậy luôn á. Trời ơi, ở nhà là con phải đi lấy lá thông ở ngoài rồi con tự làm một cái hông Noel nè, chứ con không có tiền mua cái hông Noel. Trời ơi, sao con đừng nghiệp quá vậy. Thôi, bây giờ sẽ cố hướng dẫn con làm ông già Noel nha. Đây, một chiếc thuyền, cầm lấy đi. Đó. Thì nhiệm vụ đầu tiên của ông già Noel là phải biết lái thuyền, hiểu không? Ủa chú, con nhớ là ông già Noel lái cổ xe xong rồi có chú Tường Lộc kéo mà, tại sao phải tập lái thuyền gì vậy? Thì bây giờ nếu mà lái luôn á thì nó nguy hiểm lắm. Thì bây giờ ta phải tập nè, bây giờ con coi là mẫu nè. Rồi. Ơi hèn gì á, chú lái mà chú rớt xuống sau nhà con là con hiểu rồi. Hay rồi, để con làm thử cho chú coi nha.
Để coi, để coi. Chóng mặt quá, chóng mặt quá đi. Ủa, cái này là mình phải đi theo đường mà, chứ đâu phải là đi một cái dẹo tới giống như chú. Nè, tôi để coi. Ôi. Chẳng, cố lên, cố lên. Cố lên, đây, 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 chẳng ra. Rồi luôn. Cố lên. Đó, khó lắm á, nhưng mà giỡn đâu. Trời, chuột dữ vậy chú. Đúng rồi. Rồi, ở dưới ha. Đi rồi nhớ đừng có bị đâm đụng nha, bể thuyền là thua đó. Dạ. Cố lên. Mẹ ơi, cho chú lên với con vậy. Cho nó nặng á, cho nó khỏi bị trơn, con hiểu không? Cố lên. Rồi bây giờ mình phải làm gì nữa chú? Rồi, bây giờ bài thứ hai sẽ là nhảy vô ống cống. Nhảy vô ống cống của mỗi nhà mà không bị phát hiện thì con phải biết leo trèo. Đây. Đúng vậy, đây xem nha. Sao vậy chú? Ta xảy xí. Ê trời ơi, mấy trò này vậy? Ta dễ lắm rồi ạ. Quê, sắp quế quá, không chơi nữa đâu. Thôi con nhảy đi. Rồi, bây giờ để ta đóng cửa lại cho con không được trong gian nè. Rồi, bây giờ đây lại là món quà của con. Con mà nhảy vô nhà đó, rồi con đặt món quà trong đó là con hoàn thành. Đó, con lên. Dạ, được rồi. Hãy xem con đây. Hãy xem con đây. Chú, xuống dưới tặng quà rồi có nói gì cho mấy bạn trẻ không? Nó nhỏ vô lỗ tai là hip hop nè giờ đây. Đó. Hay da. Ê, mình sẽ đặt hộp quà ở đây, coi như là đây là món quà của bạn. Còn mình sẽ Ôi chú ơi, cho con gà đi. Trời ơi, cái gì đâu con hoảng loạn quá vậy? Con quên nói, con này dặn con rồi. Dặn con cái gì chú? Hip hop nè giờ đây. À, hip hop nè giờ đây. Đó, giờ ra thôi, dễ. Wow, vậy là tính ra là ông già Noel cũng dễ quá hả chú ha? Người ta nói tàn nó không dễ lắm đó. Vậy là bây giờ mình phải đi nhanh gấp thôi, chứ không là qua Noel mất đó chú ơi. Đúng rồi, trời sắp sáng rồi, đi không qua. Đi. Mặc đồ này đi luôn hả? Lạnh lắm á. Quên mất. Trời ơi, ở trên trời á, đã lạnh rồi còn có gió nữa còn chịu không nổi đâu. Để ta Umbala Alaba cha. Hay chưa? Đây là đồ của ông già Noel mà, trời ơi. Đúng rồi, đây. Thôi, bây giờ á, con là tập sinh nên con là người mới, nên ta sẽ giúp con mang cái con một bộ cánh thật là đẹp, thật là lộng lẫy để con có thể đón tiếp mấy bạn nhỏ và chào vào mấy bạn nhỏ nha. Xem đây. Hả? Dạ. Ủa? Quên, mang thêm cây này nữa. Đó, rồi, cầm mấy cây đó lên đi. Hãy chà. Rồi, đó, đi phát quà cho mấy bạn nhỏ đi nha. Rồi, chào tạm biệt con, nhớ đi cẩn thận nha. Dạ, con đi đây. Trời ơi, lần đầu tiên á, mình thấy á, ông già Noel mà cởi heo đi phát quà. Trời ơi, phát dậy chắc tới sáng chưa hết cái đàn này luôn á các bạn. Đây, mình sẽ đặt một món quà xuống. Hãy chà. Đây, và sẽ nói câu hip hop never die. Rồi đi thôi. Ôi, con heo mà đâu rồi? Ê, đi thôi heo ơi. Trời, một món quà ở đây nữa. Đây, sẽ đi qua nhà kế bên đưa món quà này luôn. Chỗ này á, ủa sao nhà anh này không có cây ông Noel vậy ta? Thôi kệ, không sao. Chúc anh Giáng sinh vui vẻ.
Thầy, nhà cuối cùng trong đây rồi. Thấy chà. Ủa? Tại sao lại có ông già Noel đây? Ủa, ông già Noel đang bị bệnh ở nhà mà. Ê, ông ơi. Ông là ai vậy? Anh nhớ là cho ông già Noel ở nhà bị bệnh rồi mà ta. Sao? Ta là ông già Noel. Ê, ông già Noel hả? Nhưng mà phải không vậy? Hồi nãy chú Tuấn Lộc nói với con là ông già Noel đang bệnh nằm ở nhà mà. Với lại hết bệnh rồi. Thôi, ngày này để cho tao phát. Người đi vô khác đi. Dạ. Ủa, vậy là sao vậy ta? Ông làm gì vậy? Cái này là TNT mà, đâu phải là quà đâu. Tức mà muốn ho rồi ho bế cái lồng ngực luôn. Ê, đây là quà của ta. Luna yêu cầu là có một món đồ chơi là bằng thuốc nổ để ta đưa cho nó. Có gì không? Không được, cái này quà này trẻ em không được sử dụng. Với lại ông già Noel á không bao giờ mà phát những cái món đồ này cho trẻ em cả. Ông làm ông già Noel giả đúng không? Ê, sao ngươi nói nhiều quá, ngươi đi chỗ khác chơi đi, mệt ngươi quá. Ê, ông đừng có... thì ra ông chính là người phá Noel này hả? Được rồi, tôi sẽ điện về báo cho Tường Lộc biết. Sợ quá. Báo đi, báo cho ta nghe. Trời ơi, hey, không giấu giếm gì ngươi nữa. Ta chính là Santa. Santa nè. Đúng vậy, ta là một người rất ghét sự hạnh phúc. Rất ghét sự hạnh phúc. Nên ta nhìn những đứa trẻ nữa, ông già Noel, tên ông già Noel thân thiện kia châu à, rất là ghét. Ta muốn làm là mất uy tín của người đó. Sau này không ai cần quà của ông Santa nữa. Ông Santa sẽ chết vì đau buồn. Người, người là ai? Đừng ở đây. Tôi là ông già Noel tập sự. Tôi tới đây để hoàn thành nhiệm vụ của ông già Noel. Còn ông? Đã lúc lắm. Còn như đây là gì? Cuối cùng thì người phát quà rồi. Nếu như người đặt quà Noel ở đây, tức là Noel đã hoàn thành, ta sẽ phải biến mất và phải chờ đến năm sau nữa. Không được, không được, không được. Ta phải tiêu diệt người. Mình mới đi phát cái chỗ này gấp. Ui, mà cái thông nhà này để đâu vậy? Cái thông đâu vậy? Cái thông đây rồi. Cuối cùng thì mình cũng đã phát xong rồi. Cuối cùng thì mình cũng đã diệt được ổng rồi. Yeah. Được rồi, bây giờ mình phải trở về tổng hợp dinh thôi. Và ok, video mình đã kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy chụp một like, share, subscribe. Và đừng quên chia sẻ thông báo bên cạnh nút đăng ký để nhận những thông báo khi mình ra video mới nhất nha. Và ở tập sau các bạn muốn mình làm về chủ đề Noel như thế nào nữa thì các bạn hãy cứ comment phía bên dưới. Mình sẽ làm hết cho các bạn coi. Như là gia đình Tuấn Lộc hay gì đó thì các bạn hãy comment phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.